Vâng, xin chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi sẽ xin khui thùng. Đây là một đầu CD SA đến từ hãng Esoteric của Nhật. Và đây là một bản đặc biệt vì trong tất cả các dòng Esoteric thì người ta lấy màu chủ đạo chính là màu xoài tức là màu bạc trắng. Còn riêng dòng này thì nó lại có một màu đen Edison và chúng ta cùng khui thùng và với một thể tích trọng lượng của con esoteric này lên tới 38 kg và đây là một thùng nguyên khi chúng tôi nhận từ bên nhà phân phối. Nói đến dòng esoteric này thì ai cũng biết đây là một hãng chuyên sản xuất cơ transport tốt hàng đầu thế giới và có cái xu hướng là dùng tất cả những cái đồ này theo một cái phong cách hướng về châu Âu nhiều đó là cho những cái chất âm thành đẹp thực dụng và cái quan trọng là cái dòng Esoteric này thì được sở hữu với những tính năng độc quyền của một số các cái chi tiết trong máy như là về phần cơ và bây giờ thì khi tôi bóc ra đây thì các bạn cũng đã nhìn thấy đây là đầu Esoteric K03XD và đây là bản là bản màu đen và đều có cách hướng dẫn của với những người nhân viên thì khi bóc cái dòng đầu CD này. Tức là bây giờ tôi phải lật ra, sau đó thì tôi sẽ tháo từ đây ra. với những người nhật thì cái sự cầu toàn và bảo vệ hàng hóa của họ rất là cầu kỳ đây là một lớp thùng của các tông để bảo vệ ở ngoài khi vận chuyển sau khi đã lật ra thế này rồi thì bây giờ tôi lại phải lật ngược lại và bây giờ tôi sẽ tháo từng đai này ra Với các dòng Esoteric này thì Được làm hoàn toàn tại thủ đô Tokyo Của đất nước Nhật Vẫn chưa hết lớp bảo vệ các bạn ạ Vâng xung quanh này thì người ta vẫn còn để thêm Các cái viên xốp này để chống sốc Đó bây giờ thì mới thực sự là Được chạm tới cái đầu của này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là phần dây nguồn còn đây là một cái điều khiển trông cũng rất là dị và một cặp pin và bốn cái đế chân để kề trông xước ở dưới cộng theo cùng một quyển catalog Khi bóc những đầu mới lên ra thì bao giờ là cũng có một cái mùi chua đặc trưng tức là cái thời gian để trong các cái thời gian lưu kho đó sự chắc chắn này. đây là tất cả cái mệnh đó. nếu mà nói về chất lượng đóng hàng thì tôi nghĩ là quá cầu kỳ và người ta đã với cái đầu này thì người ta sẽ để một cái thùng như này để người ta bê được cái đầu này ra bằng hai tay như này oh, 28 cân ha ha cũng rất được các bạn nhỉ. Còn sau đây thì tôi sẽ đưa lên trên kệ và chúng ta cùng chiêm ngưỡng và tiếp tục coi như khám phá chiếc đầu esoteric. Vâng, trên tay tôi hiện tại giờ đang làm cái remote của đầu esoteric và với mã 1333 thì đây là một cái khiển rất hay, nó có thể sử dụng được cả hai mặt. Với mặt đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy on standby và dimmer và các hệ thống khi mình gọi bài nào thì mình ấn trực tiếp vào đó. Và khi next có bài số 10 rồi thì nó có đề đây là 10 cộng. Còn ngược lại bên này thì là có display tức là độ ánh sáng của màn hình. Và nút eject là nút ra và nút tua ngược xuôi và nút dừng, nút chơi và nút đứng. Còn ở phía dưới này thì nó có thêm được một hệ thống để dành giống như cho một âm ly. Đó là đường input và đường mute và đường volume. Đây là đường này là đường âm ly cùng uh, kết hợp cùng với cả trên uh, đầu Esotric này. Đó là những cái điều đầu tiên tôi muốn nói về. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin khởi động mà. bằng với một màu xanh rất là tuyệt hảo, một màu xanh lá rất là đẹp, K03XD và hiện tại thì nó đang để đường uh, optical in, tức là lối vào và bên này thì nó sẽ có các cổng để nhận vào đó các bạn cổng USB in và CD SACD và hiện tại thì là đang đang không có đĩa ở trong còn đây là cổng RCA in nói chung đây là một trong những cái đầu rất là hoàn hảo cho người chơi khi có sự lựa chọn còn bên này thì toàn bộ các hệ thống bên này thì là nó có nút eject nút ra nút vào và nút chơi và nút dừng nhưng mà với một cái sự cảm nhận đầu tiên khi tôi nhìn thấy chiếc đầu này thì đó chính là một cái sự luxury và chắc chắn Và nó vẫn giữ được một cái form cũ Tức là nó có những đường lượn sóng như này để cho cái đầu này nó có cái sự mềm mại hơn Và trên này là cái mã thương hiệu là Esoteric Và riêng đầu này thì đặc biệt nó lại là màu đen Và nó có bốn chiếc chân này nó là bốn chiếc chân nó có giảm chấn bằng bi dung Rất là thuận tiện Tức là khi mình chơi cái này thì mình cũng không cần phải độ thêm chân nữa thì nó cũng đã có chất lượng rồi. Vì trọng lượng chiếc đầu này lên tới 28 kg. Nhưng cái vũ khí tối thượng nhất của dòng Esoteric này chính là về phần cơ. Với phần cơ neo, tức là đây là cơ điều kiện ở trong điều kiện tốt nhất, đây là bộ bộ cơ mới nhất của hãng bây giờ đó là chính là cơ Atlas K03 vào dòng cơ này thì được sử dụng một trong một cái hộp tức là đứng ở trong một cái hộp bằng thép không dỉ và dày rất là dày tức là để nó tạo được sự ổn định và trên hai tay nó sẽ đưa theo trục cơ nó đưa đưa theo trục theo phương thẳng đứng tức là nó gần như là nó trục song song khi để khi ra vào cái cơ này thì các bạn sẽ thấy là cái cơ này nó đi vào nó không có cái độ lắc tức là nó không có độ vẫy nên cái độ chính xác thì gần như là hoàn hảo và với phần cơ này thì khi đưa vào thì nó sẽ có một cái bàn xoay Đó là Duralumin Tức là để khi nó đưa vào để nó dùng để nó dùng khi nó áp, áp vào đĩa để nó quay để dùng cho mắt laser đọc thì hoàn toàn đó là cái sự ma sát gần như là hoàn hảo nó không bị sinh ra các cái từ nhiễm cũng như là cái độ rung cũng như là cái độ ồn của âm thanh và để cho âm thanh nó có độ ma sát tốt nhất nhẹ nhất và tự nhiên nhất và đưa chất lượng âm thanh ra đó là một sự hoàn hảo của chiếc đầu esoteric này đó là về phần mặt đằng trước này thì chúng ta đều cảm nhận vào mặt này thì với các phần cơ này thì luôn luôn có những cái khay để bằng mạ thép này để chống các cái sóng vi ba hoặc là những cái sóng từ để khi nó bị can thiệp vào trong về phần hệ thống này và đây thì trên đường này thì nó có thêm một đường clock này chính là một cái đường để kết nối để khi đưa ra một cái tín hiệu để lấy tần số mẫu chuẩn nhất gần nhất với cả hệ thống âm thanh khi cái phần cơ này nó phát Còn bây giờ tôi sẽ tắt đi và chúng ta cùng có một sự trải nghiệm xung quanh chiếc đầu esoteric này Với chiếc đầu esoteric này thì thật là hoàn hảo với các bạn nhìn xem với một màu sơn coi như là đen đem nhám ghi nhưng mà nó lại không ra bóng nhưng mà lại có một cái màu rất là đẹp và cái hai là cái sự hoàn hảo của cái đầu này thì các bạn thấy cái sự chắc chắn với những thép dày như này nên tại sao một trọng lượng một chiếc đầu lại nặng ngang cả một chiếc âm ly chất lượng cao đó lên tận từ 28 cân và trên cái mặt trên này thì lại là còn chống rung bằng cái này nữa đó tức là vừa là cái tấm nắp ở phía trên nhưng mà lại vừa là một là một tấm tản nhiệt nhưng mà lại làm cái lại là một cái tấm giảm chấn cho cái đầu này đó các bạn nghe chưa tôi nhấc lên thử đó đầu tiên thì tôi cứ nghĩ là đó là do bị lỏng ốc nhưng hoàn toàn nó lại không phải mà đấy là chính là do cái sự thiết kế của uh, của hãng để đưa ra để khi kéo ra thì cũng không kéo được đấy nó chỉ như thế này thôi nên khi để thế này thì nó chính là một cái sự tản nhiệt còn quay về phần đằng sau đây đây ngày hôm nay thì tôi muốn nói sâu về cái vấn đề cái chất lượng của đầu Esoteric đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy một hệ thống nguồn điện vào và bên này thì nó có một cái signal tức là đây là cái hệ thống xả mát Đó. và toàn bộ các đầu exotic này thì đều được sản xuất tại thành phố Tokyo của Nhật và đây là mã thương hiệu K03XD và điện điện 202 và dài tần hẹc là 50 60 hẹc 202 đến 204 và được sản xuất tại Make in Japan và rất là kỳ vọng và để đóng và đây là một cái tem đồng với những đầu bình thường thì các bạn chỉ nhìn thấy một cọc rca trái và phải nhưng đầu này thì nó có đường lin out tức là đường này là đường ra thuần analog nhưng mà cái đầu xlr này thì nó cho một cái cổng ra là cổng esl này tức là đây là một cái đầu gọi là mình dân chơi hay gọi là jack ba lăng chất lượng jack ba lăng thì bình thường nó cũng đã có tín hiệu mạnh độ dynamic lớn nhưng mà riêng đầu này thì nó lại được hợp thức thêm một cái hệ thống bo mạch tức là nó cho chất lượng âm thanh ra còn tốt hơn nữa trung thực hơn nữa và tín hiệu ra chính xác hơn nữa thì đó chính là tại sao người ta phải đây là phải đề là SL gạch A đây là một cái mảng độc quyền của hãng Extric này đấy là đường ra uh, thuần analog còn với những đường uh, AUJA digital thì người ta cũng có cổng RCA và một cổng riêng XLR còn đây là một uh, cổng đằng sau để khi mình kết nối với hệ thống uh, clock thì là khi mình cắm này thì mình chỉnh mạch trước thì mình sẽ lấy các tần số mẫu để mình đưa ra cho cái âm thanh nó chất lượng nó sẽ còn vượt trội và cao hơn nữa và tính chính xác và nhạc tính thì lại còn hoàn hảo hơn nữa thì chính là cái clock này thì các bạn cũng phải nếu mà muốn chơi dòng này thì các bạn phải đầu tư thêm một số tiền khá khá thì nó mới có được một cái chất lượng âm thanh tốt còn khi nói đến Đầu CD, SACD thì bao giờ thì các bạn cũng phải nói đến cái phần uh, giải mã Vâng, giải mã DAC Thì DAC của k 07 xd này thì được dùng chip giải mã là Spark 6 Và đây là một chip giải mã rất hoàn hảo hiện tại đến bây giờ Ở thế hệ thứ ba rồi mà dòng Exotic vẫn đang dùng Và đang hướng tới một cái sự hoàn thiện Và với một bò mạch với 23 uh, tiêu chuẩn của... Uh, siêu điện tử và với các tụ trở clock rồi hệ thống bo mạch và các điện dẫn thì dòng exotic này đưa ra một cái bo mạch hoàn hảo với hai hệ thống đánh theo đúng định dạng gọi là đua mono với hai nguồn điện rời và hai bo mạch và với, riêng với dòng k 03 xd này thì nó có một cổng usb này thì cho một giải mã lên đến tối thượng bây giờ là lên tận 64 bit là Bình thường các đầu ra là 16, 24, 32 Nhưng mà riêng cổng USB này nếu mà nối được với cả một máy tính hoặc một máy chủ chất lượng cao Thì tôi nghĩ đây là một cái đầu hoàn hảo Hoàn toàn ở đẳng cấp thế giới bây giờ là hiếm Đó, riêng cổng này và được hãng khuyến cáo đây là một trong những cái đầu có chất lượng Về, về giải mã hiện tại bây giờ là hoàn hảo nhất thế giới Với tất cả những đầu này thì đều được gói chọn ở trong cái chữ tuyệt vời, tự nhiên và vì đây cũng là đầu mới, chúng tôi cũng chưa thử về màu sắc âm thanh nên bây giờ hoàn toàn là tôi sẽ quay lại và để cùng kết nối với bộ dàn thì chúng tôi sẽ để dành cho các bạn vào một cái YouTube sau sau một thời gian giả bơn thì tôi sẽ mời các bạn quay lại trở lại với YouTube của đầu Esoteric này để cảm nhận với hệ thống của Thiên Hà sẽ setup và phối ghép và chúng ta cùng tìm xem một sắc âm thanh của đầu Sotelix này có một cái gì đó nó là vượt trội và đặc biệt hơn so với các đầu khác hay không. Thì chúng tôi sẽ phải tìm vào một YouTube sau. Xin hẹn các bạn.